thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 21 tháng 6. Đức xuống như nói ông Quang lấy cái cuốn kinh kia này, cái lộn kinh trong cái vali kia này. Một tháng 6, ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Bát Nhã Ba La Mật. Có lẽ hôm nay là cái bữa hoàn tất cả kim cang Bát Nhã Ba La Mật, và cũng hoàn tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ thứ mấy hả? 29 hả? 29. Kỳ thứ 29, hôm nay có một cái đoạn ngắn thôi, mà hình như là 2-3 kỳ chỉ học về vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, có mấy chữ đó, vô khổ tập diệt đạo, mà hình như là 2 lần rồi mà chưa hết. Đại chúng để ý cái này là sâu đó, rất là sâu sắc trong đạo Phật. Tại sao cả mấy mươi năm trời Phật thuyết pháp mà về tứ đế mà Phật thuyết về tứ đế pháp là đầu tiên thành đạo rồi, thiếu cái pháp đó, vậy mà tới cái thời điểm này là nói rằng vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, nghĩa là pháp tứ đế không có thật. Nếu nó không có thật thì lẽ ra Như Lai không bày ra nói cái đó làm chi, mà Như Lai đã dạy đã nói thì lẽ ra thì pháp tứ đế phải có thật. Nhưng mà thật sự nó không phải có thật, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn không có. Do vậy mà nên nhớ rằng cái giáo lý Đại Thừa có cái từ là có, không thật có. Có mà không thật có. Vậy thì không ư? Không cũng không phải là vĩnh viễn không. Vì có nhân duyên, Như Lai có thể nói pháp tứ đế vì có nhân duyên, Như Lai có thể nói. Nhưng mà nó không phải là cái có thật. Tình như hôm nọ tôi giới thiệu tổng quát cái đại chúng là tôi trình bày về pháp tứ đế mà chúng ta đã nghe đó. Hôm là hình như là sanh diệt tứ đế rồi. Rồi tôi giới thiệu qua cái một phần đại tổng quát về cái vô sanh tứ đế. Tứ đế và theo Đại Thừa nó có 4 thứ. Coi như là kinh điển của Nam truyền là tứ đế chỉ có 1 thôi. 1 thứ là sanh diệt tứ đế, là mình học bình thường đó, học khám rài đó. Còn Đại Thừa thì ta phân tích đi sâu thì cái giáo lý tứ đế nó có 4 thứ. Sanh diệt tứ đế tức là dựa trên cái hiện tượng của vạn pháp có sanh có diệt. Cho nên là có thể nói pháp tứ đế rất là chính xác trên cõi đời này, rất lợi ích cho mọi người, chứ không phải là không có. Nói theo Đạo Phật là dựa trên tục đế, tức là cái giáo lý chân đế hiện hữu trên cõi đời, mà ai cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, với cái nhãn quan của người, của con người bình thường. Còn mà muốn nhìn được cái vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế là phải nhìn bằng cái nhãn quan của cái người đạt đạo, có đạo đức, từ pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn thì mới thấy được 3 cái thứ tứ đế sau. Do vậy cho nên là ta học 3 cái thứ tứ đế sau này là phải vận dụng tư duy, có quán chiếu mới thấy được, mới hiểu rõ được,
còn bằng không thì mình nghe nó rất là khó, thậm chí là nghe như là không biết nói gì nữa, giống như là vô ích vậy, nhưng mà nó hay lắm. Thế thì cái thứ đấy, thứ hai là người hành giả. Hành giả tức là như ta, chúng ta đây là đệ tử Phật nè, học đạo để mà hành đạo, học chánh pháp để mà hành chánh pháp. Thế thì pháp tứ đế thứ hai này là cái người hành giả đó, phải nhìn vạn pháp là vô sanh, gọi là vô sanh tứ đế. Từ cái giai đoạn bắt đầu học về phương tiện bát nhã để cho mình hiểu về lý thuyết, cái người hành giả bắt đầu tập tỉnh đi vào cái bước thứ hai là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã tức là phải vận dụng cái học, cái hiểu, cái lý thuyết đó mà vận dụng trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với cảnh vật ở bên ngoài. Tôi nói là cảnh vật chứ tôi không nói là lục trần ở bên ngoài nha. À, cái chỗ đó là cái chỗ chính chắn của cái người học đạo. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cái người học đạo có tư duy, có quán chiếu rồi nhìn cái trần cảnh ở bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, nó không giống như là người thường nữa. Người thường nhìn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó biến thành ra lục trần. À, do vậy cho nên mới mọi sáu gọi sáu món đó là lục trần. Chứ còn giáo lý đại thừa cho biết sáu món đó không có trần, nghĩa là nó không có làm nhiễm ô. Nó không có làm nhiễm ô mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý của ai hết. Nó không gây nguyên nhân đau khổ cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân, cho ý của ai hết. Mà nếu như mà mình bị sáu cái món đó mà nó làm cho nhiễm ô, nó làm cho sinh ra nguyên nhân đau khổ, thì lúc bây giờ nó mới trở thành trần đối với người đó, đối với sáu căn của người bị nhiễm ô đó. Chứ cái người mà đạt đạo, chứng đạo thì cũng lục căn đó, và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp đó không được gọi là lục trần đâu, vì nó thanh tịnh mà. Vạn pháp, pháp tánh, có pháp nào là không thanh tịnh? Cái này tôi xin nhắc để chúng để ý, cái đó khó nói mà khó nhận đó. Tôi nói ví dụ như cây ớt hiện, cây cần sa, trên thế giới bây giờ đều kinh tởm, đều sợ sệt, đều tuyên truyền để nhổ bỏ hết. Nhưng mà đó là nó là nguyên nhân đau khổ của ai, của hạng người nào, chứ đâu phải đối với mọi người nó là nguyên nhân đau khổ. Người ta biết nó có cái chất độc như vậy, chất nghiện như vậy, mà nghiện nó rồi là rất là khó trị, khó chữa. Nghiện nó rồi là tán gia bại sản, nghiện nó rồi là thân bại danh liệt, nghiện nó rồi là gia đình tan nát. Thế thì người ta không hút, không hít, không chế biến bằng cái kiểu để hút hít. Thế thì cây cần sa, cây áp hiện đâu có phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Tới lại là khác với những nhà mà y học đại tài, người ta chiết xuất, người ta cất cái tinh hoa của nó, người ta làm thuốc cứu người cơ mà. Do vậy cho mình tư duy quán chiếu về bát nhã ba la mật thì mình thấy được cái tính chất của vạn pháp. Mà thấy được tính chất rồi thì vạn pháp là nó đi tới cái chỗ mà vô sanh. Thấy được cái tính chất vô sanh của vạn pháp, khổ đế vô sanh. Vô sanh tứ đế nghĩa là khổ đế vô sanh. Khổ mà mình gọi là ba khổ, tám khổ đó là mình cho là khổ đó mà. Tu hành tới một cái mức độ tiến lên nữa, người ta có thể hạn chế, người ta có thể đóng bít cái nguyên nhân sanh ra khổ đế. Cho nên ta thấy là khổ đế vô sanh. À, cũng như là cái từ mà bát quan trai giới, bát quan trai đó,
là các vị đi thọ bát quan trai là cái gì? Là ta đóng bít 8 cánh cửa mà có thể làm cho con người khổ đau, phiền muộn, vô minh che lấp là nguyên nhân cho đau khổ. Cho nên cái ngày mà đi tu bát quan trai giới là cái ngày đóng bít có 8 cánh cửa. 8 cánh cửa ải nguy hiểm, chữ quan là cửa ải. 8 cánh cửa ải nguy hiểm cho con người. Vì vậy cho nên đóng bít đó. Giới có nghĩa là đóng bít, giữ được cái giới đó là đóng bít 8 cái cửa ải nguy hiểm. Gọi là bát quan trai. Thì cái người mà học đạo, mà hành đạo đó, thì người ta cũng đóng bít cái nhận thức thông thường của người thường. Ta thấy các pháp nó sanh, mà sự thật là nó sanh với người mà không đóng bít được cửa, chứ không phải là khổ khổ hoài khổ hành khổ, sanh lão bệnh tử khổ, ái dịch ly oán thán hồi cầu bất đắc khổ, là nó sẽ khổ hết cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như người chứng được quả la hán là cái tam khổ bát khổ không còn, rất rõ ràng đóng bích rồi. Người chứng được bích chi Phật, Bồ Tát thập địa cho tới vô thượng Bồ Đề, thì tất cả những cái gọi là khổ đế đã không còn nữa, không còn sanh nữa, không có điều kiện, nguyên nhân, trường hợp để nó sanh, không có. Vì tâm người ta chánh niệm, ta thanh tịnh. Mà tâm người ta mà có chánh niệm rồi là giống như cái người mà giữ cửa, cái người gọi là bảo vệ mà sáng suốt. Ta ngồi ở trong cái tháp, cái chòi canh đó, ai bình thường đi qua bình thường đi thì đi được. Và nếu mà anh mà đi cái gì hiện tượng bất bình thường, có gì gian xảo, là đó là nhận là xét là đuổi đi hoặc là bắt bớ rồi. Anh không làm gì được cái cơ quan của tôi đâu. Cho nên cơ quan của tôi là hoàn toàn bảo vệ an ổn, là tại vì tôi có người bảo vệ, người gác cửa giỏi, người ngay đi ngang anh biết, người có ý gian thôi chưa pháp mà anh cũng biết. Còn nói chi mà cái người mà dũng ý gian manh thì anh sẽ xử lý ngay. Thì cái cơ quan có người bảo vệ giỏi là nó an lành như vậy. Thì cái người mà học đạo, mà hành đạo, mà có chánh niệm, có chánh định, thì người ta bảo vệ cái lục căn của người ta nó cũng giỏi như người bảo vệ cơ quan giỏi vậy đó. Thì khổ đế vô sanh, không có lý do để sanh, không có cơ hội để sanh ra cái khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Và nói chung là khổ đế không có. Do vậy mà đạt tới cái mức thứ hai đó, là ta gọi là vô sanh, khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh. Tập đế, thường thường chúng ta là bị tập đế nó tác động, nó hoành hành ghê gớm mà. Đúng ra là nếu mà không có chánh niệm, không có biết tu hành chút nào á, thì trừ ra cái ngủ mê, cái thức dậy là dường như là khổ đế bắt đầu ào ạt hoạt động ngay trong cái đầu óc của ta rồi. Nào là ý niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi, về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nào là phẫn, hận, phu, não, tật sang. Nào là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, nó hoạt động ào 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 ào. Tất cả cái đó đều là tập đế và con cháu của tập đế, dòng dõi của tập đế, tức là vô minh. Như vậy người mà có trách nhiệm thì là phiền não vô minh, vừa nói đâu có lý do để sanh. Thí dụ như Đức Phật của chúng ta, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tri quá khứ, hiện tại, vị lai vô ngại. Đó là thập bát bất cộng pháp của Phật, 18 món mà người thường không có được. Bồ Tát cũng chưa có được trọn vẹn 18 món đó. Thế thì là 18 món bất cộng đó bảo chứng rằng là
cái tiêu chuẩn của Như Lai Thế Tôn cỡ đó rồi là không bao giờ có tập đế mà sanh ra được. Phiền não vô minh không có cơ hội để sanh. Vì vậy mà cái bước thứ hai ta gọi là vô sanh tập đế. Vô sanh tứ đế là khổ đế, vô sanh tập đế, vô sanh. Mà bây giờ nó là đại chúng đây nè, các vị có thể thí nghiệm được đó nha, chứ không phải là nói như vậy là để dành cho Phật đâu, không. Chúng ta có thể thí nghiệm được. Tập đế có thể vô sanh đối với ta. Nếu ta chấp nhận, ta tin hiểu đạo Phật, chúng ta có thực hành chánh pháp, quyết đi con đường giải thoát, xa lìa bất dục vọng, chúng ta có thể làm được. Chỉ có cái điều là phải thành thật là nói là mình không làm được cái thời gian lâu dài. Mình thua A-la-hớn, thua Bồ-Tát, thua Phật là ở chỗ đó, chứ không phải là cái nào mình cũng thua hết. Có những cái Phật làm được, mình vẫn làm được. Cái thường trú chân tâm của Phật, Phật phát hiện ra luôn luôn là sống trong thể tánh tịnh minh, trong chân tâm thường trú. Ta cũng có khả năng phát hiện cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của ta, ta sống trong thời gian nào đó, có trong ngày. Nếu ta vận dụng cái trí tuệ và quyết đi trên con đường giải thoát thì ta có được. Chỉ có cái điều là thành thật mà nói là hoàn cảnh và môi trường và ý chí của ta nó như thế nào đó, nó chưa đủ nghị lực để nó đi dài suốt 24/24 tiếng đồng hồ. Vì vậy cho nên là ta gọi là hốt giác hốt mê. Nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phược, chật tỉnh rồi chật mê. Vì chật tỉnh chật mê cho nên tự mình buộc, tự mình trói mình, chứ không phải mình không phát hiện được cái tính thanh tịnh, cái Phật tính của mình. Cho nên cái tập đế vô sanh mình có thể làm được. Trong thời gian mà để cái tâm thanh tịnh, tư duy quán chiếu chân lý, mình có thể thanh tịnh được thời gian đó, thì thời gian đó không có vô minh, không có kiến hoặc, không có tư hoặc, không có chi mạc phiền não. Thế thì chẳng phải là tập đế vô sanh là gì? Lúc đó không còn phiền não vô minh gì hết. Cho nên học cái vô sanh tứ đế là nó lợi vậy đó. Để cho mình thấy rõ là cái chân lý khổ đế thật sự có khả năng, có điều kiện và có lúc thật sự ta thấy cái tính chất vô sanh của nó, và tập đế cũng vậy. Rồi diệt đế cũng tính phải thấy cho rõ cái tính chất vô sanh của nó. Diệt đế tức là niết bàn, là an lạc, là thảnh thơi, là nhẹ nhàng đấy. Cái niết bàn có lúc nào nó sanh đâu. Có lúc nào sanh đâu. Vì nó không có diệt, cho nên nó không có sanh. Hiện giờ chúng ta ngồi đang niết bàn đây chứ. Nó khác với cái mà chúng ta mà rầy ra quát tháo chửi bới là thị phi nhân ngã cạnh tranh tốt xấu hơn thua ở nhà ở ngoài chợ nhiều lắm chứ. Thế thì ta ở đây mà cái đầu ta rỗng rang, nó thanh tịnh, nó có một không gian vô tận về mặt không gian, một không gian an lành về mặt là ở trong đầu óc của chính mình. Thế là lúc bây giờ này là mình đang có niết bàn đấy chứ. Mà cái đó nó đâu mà phải nó mới sanh hồi nào đâu. Hễ mình mà có cái điều kiện, có cái duyên mà mình xa lìa được cái dục vọng, cái thị phi, cái phiền não, thì niết bàn nó hiện ra. Do vậy cho nên là niết bàn không có sanh, mà niết bàn lúc nào cũng vẫn tự có. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Các bậc tiền bối đã đúc kết cái câu đó. Tất cả mọi người chúng ta là đang tắm trong cái biển nước ngọt đó chứ. Chỉ có cái điều là nếu như ta không có trí, ta là người vô trí, ta là người bệnh tật gì đó, điên loạn gì đó, ta nằm ở trong, ta tắm ở trong cái biển nước mát, nước ngọt mà ta không biết rằng ta đang tắm. Và có khi ta khát nước vô cùng mà ta bị dày dò vô cùng mà ta không biết há miệng ra để mà uống nước. Thế thì là dầu ở trong biển nước ngọt mà vẫn khát nước, dầu ở trong biển nước mát mà không thấy mát, là tại vì cái bệnh loạn trí của mình.
phải đem nước biển mà truyền thì nó mới sống, chứ còn cho uống nước nó không uống. Thì nằm dưới cái biển nước ngọt làm sao tự nó uống được. Và nó tắm là chẳng qua là mình đem mình để cho nó không biết nóng là gì, không biết là mát là gì, thì có thải dưới biển đi nữa thì cái người mất trí như vậy có được cái mát gì của nước biển đâu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong cái biển nước mát, nước ngọt, trong cái biển Niết Bàn đây. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhận thức được Niết Bàn thì ta đang sống trong Niết Bàn. Bằng ta không biết nhận thức được Niết Bàn thì ta ở trong Niết Bàn mà ta không có nhờ cậy gì được Niết Bàn hết. Giống như cái người điên loạn mất trí mà thải dưới biển vậy, thải dưới biển nước ngọt vậy, khát nước điên, chịu điên thôi chứ không biết thải không phải uống. Và không hề thấy biết cái mát là gì của nước. À, do vậy cho nên là diệt đế hả? Diệt đế vô sanh, lúc nào cũng có Niết Bàn hết. Mà thấy được Niết Bàn, biết được Niết Bàn hay không là tâm có chánh niệm, có chánh định hay không. Do vậy cho nên là học được cái vô sanh tứ đế này á, tu hành đâu có thèm cầu nguyện đi đâu. Cầu đi đâu là nói dốc, nói láo, nói bịp, chứ không có đi đâu hết á. Cầu đi đâu là gửi gắm tâm hồn trong một thế giới không bao giờ hiện thực. Vì sao vậy? Vì một là tất cả là một. Vì pháp giới là nhất, nhất chân. Pháp giới là bất nhị. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Chỉ có người tương tư là không thấy mùa xuân. Chứ cảnh xuân là cảnh toàn diện của đất nước kia mà. Niết Bàn vô sanh mà, trên mặt đất này và trong vũ trụ bao la này đều là Niết Bàn hết đấy. Nếu tâm mà không có dục vọng là Niết Bàn, ngồi đâu hưởng Niết Bàn đó. Cho nên Như Lai ngồi đâu, gọi là cái chỗ Như Lai ngồi là cái tòa sư tử, là cái nghĩa đó đó chứ. Bất cứ ngồi đâu, ngồi bờ ruộng, chỗ Như Lai ngồi cũng gọi là tòa sư tử. Vì cái trí tuệ của Như Lai, lời dạy của Như Lai cho mọi người, lý luận đối với ngoại đạo tà giáo đều là không bao giờ sai chân lý. Cho nên là người trí là phải tiếp nhận cái chân lý để mà nghe, để mà học thôi. Do vậy cho nên là ngoại đạo tà giáo so với chánh pháp của Phật giống như các muôn thú đối với sư tử vậy. Sư tử là chúa sơn lâm, cũng là cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa Niết Bàn tôi gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, thành Niết Bàn vô sanh. Tu hành mà cầu mong Niết Bàn gửi gắm tâm hồn sau khi chết hoặc là ở cảnh giới xa xôi là sai rồi, phí công uổng sức. Cái tưởng tượng đó nó lao tâm mà trí không cần thiết. Chỗ này nghe phải tư duy à, phải chính mình tư duy rồi mình mới tiếp nhận chứ. Chứ tôi nói đó không có gì bảo đảm hết. Nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn thiếu tướng. Chân lý nói không có rồi đâu, không có rõ được đâu. Cho nên là tôi nói là tôi gợi ý. Rồi đại chúng mà là người muốn tu là tự mình phải tư duy mới hưởng được cái kinh an, cái giải thoát, cái tự tại đó. Giống như là kinh thường mượn cái tấm nước này nói là như nhân ẩm thủy là lãnh noãn tự tri. Muốn biết hương của nước, vị của nước, độ ấm mát của nước cỡ nào chỉ có người uống nước thôi, chứ còn nhờ tôi nói các vị không bao giờ biết được cái tách này. Nhờ tôi nói không bao giờ các vị biết được cái hương vị, cái độ ấm lạnh của nước. Thành ra tôi là mượn cái lời kinh và qua cái lời tôi gợi ý, chứ lời nói không bao giờ diễn đạt hết được chân lý. Người xưa ta gọi là ý tại ngôn ngoại đó cơ. Cái ý nó ngoài lời nói. Thế thì là khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế vô sanh. Bây giờ tới đạo đế vô sanh.
Đạo Đế như chúng ta học là gì? Trong đó nó chứa cái chất liệu, cái kinh điển nó thành cái chất liệu để cho người ta tu hành, để mà từ địa vị phàm phu mà đi lên Niết Bàn, từ địa vị Đạo Đế mà đi lên Diệt Đế, có nghĩa là từ địa vị phàm phu mà đi lên Niết Bàn. Cho nên chữ Đạo Đế có nghĩa là con đường khai thông. Ai học pháp đó, hành theo pháp đó là nó khai thông con đường thẳng tắp từ địa vị phàm phu mà nó đưa người ta tới cái Niết Bàn. Từ cái địa vị Đạo Đế này nó đưa người ta thẳng tới cái chỗ Diệt Đế. Do vậy cho nên Diệt Đế là quả mà Đạo Đế là nhân. Thế thì Đạo Đế nó gồm 37 món để cho cái người hành đạo lấy đó mà làm cái chuẩn mực để mà hành đạo. Nhưng mà cái Đạo Đế này mình đạt tới cái trình độ mà tu cao như là cái bước thứ hai đây đó, là Đạo Đế vô sanh. Tại vì anh đau bụng, anh tháo dạ, cho nên là tôi nói cái vỏ ổi đó, trái cao tầm dung với cái trà chát, là cái trà hương đó, trà, anh nhai anh nuốt cho nó chặt bụng, tôi nói là thuốc. Tôi bày cho anh đó là một toa thuốc, thêm một chút gừng nữa. Thế thì là một chút gừng bằng ngón tay út, và một nhúm trà, và một miếng cao tầm dung, và một chút đọt ổi. Bốn cái đó anh nhai đi rồi anh nuốt, chắc rất anh nuốt. Thế thì là anh sẽ hết tháo dạ. Đó là tôi nói theo kiểu đồng quê hồi xưa. Không phải ở cái chút xíu nào cũng chạy lại tiệm thuốc như ở đây đâu. Ở đồng quê ta vậy đấy. Còn cái người bị cảm nắng thì ta xuống mương ta móc một chút củ bồ bồ. Mà mình vị thuốc thì gọi là lương cương á. Một củ bồ bồ, một nhánh quát hương. Rồi một mớ lá chanh, lá bưởi, lá khế, lá ngải cứu. Đem về người ta làm một nồi xong người ta xong. Xong nó giải cảm ra cái nó hết. Thì bây giờ người ta nói là các thứ đó là thuốc đấy. Các cái thứ mà vừa kể là thuốc. Thuốc hết. Là cái thuốc mà cao tầm dung với cái chất chát đó, trà đó mà. Thuốc đó là trị cho cái người tháo dạ. Còn cái bồ bồ, quắc hương, lá khế, lá bưởi, vân vân, cái nồi nó xong ngày cứu rồi đó, là cái thuốc là để cho cái người cảm nắng nấu nồi xong. Vì vậy mà cỏ nó thành ra thuốc, gọi nó là thuốc. Mà khi người ta không có bệnh đó thì cái mà gọi là thuốc đó nó lại là không có thuốc gì hết, mà nó là cỏ, nó là đồ bỏ đó cơ, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nó là đồ bỏ. Nhưng mà khi cần thì nó là thuốc. À, mà cần là ai cần? Cần là người bệnh, người có bệnh cần thì nó trở thành thuốc. Còn người không có bệnh, không có ai có bệnh hết, thì tất cả những cái gọi là thuốc nó lại là thành đồ bỏ, là cỏ. Thì Đạo Đế cũng vậy. Cái pháp gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, nó là thuốc đối với những người phàm phu còn nhiều dục vọng, còn nhiều kiến tư hoặc vô minh phiền não hành quanh. Cho nên nó là thuốc, nó là trợ đạo, nó là con đường khai thông, phải dựa vào đó mà tu thì mới đi lên Niết Bàn được. Nhưng mà thực chất đâu có phải người nào cũng phải cần nó. Cũng giống như là thực chất là đâu phải người nào cũng cần quát hương, bồ bồ, đọt ổi, cao tầm dung. Mà những người bệnh mới cần, chứ những người không bệnh thì ai cần. Do vậy cho nên là Đạo Đế về mặt tương đối tục đế cho những người phàm phu thì gọi nó là pháp. 37 phần trợ đạo đó, nó là chánh pháp của Như Lai dạy đấy. Nhưng mà lý luận cao hơn nữa, đi vào trên con đường học đạo hành đạo mà tới chỗ chứng đạo rồi đó, thì cái đồ bỏ này không cần nói tới. Cho nên Đạo Đế vô sanh. Thế thì là khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt vô sanh, đạo vô sanh. Không có cái nào cần đặt ra đến cái vấn đề. Do vậy ta nói là vô khổ tập diệt đạo. Như là khổ không có, tập không có, diệt không có, đạo không có. Không có với lý do là
như vừa nói đó, con người mà không có bệnh thì thật sự ra những cái món gọi là thuốc không cần. Còn nói về cái mặt sanh diệt tứ đế là nói với người bệnh, nó rất cần. Cái đó hơi khó nghe nha, để chúng nghe để ý cẩn thận mới thấy được. Đó là cái món tứ đế thứ hai rồi đó. Nói đúng ra cái này tôi không biết sao, chứ còn hồi nào giờ tôi tính là không có ai giảng cho các vị nghe đâu. Ai mà giảng để được cái gì? Giảng lớn quá là lỗ. À, cho nên các vị không có được nghe. Còn tôi nói vậy là lớn quá không khéo là tôi trở thành ra loạn trí khùng điên gì đó. Nói sao cái gì tôi nghe không biết gì trơn. Giả tôi nói nghe mà không biết gì trơn. Nhưng mà là không biết là tại vì mình chưa có để tâm đấy. Chứ mà các vị để tâm là các vị sẽ thấy rất là thú vị. Bây giờ tôi giới thiệu cái tứ đế thứ ba nè. Cái tứ đế thứ ba tôi gọi là vô lượng tứ đế. À, ngộ lắm. Vô lượng tứ đế có nghĩa là khổ đế, khổ vô lượng, tập vô lượng, diệt vô lượng, đạo vô lượng. Chứ không phải đạo đế là có 37 phẩm đâu, đạo đế là vô lượng. Niết bàn không phải là có cái sự an lành giải thoát vậy thôi đâu, mà một cái điểm nào đó đâu, niết bàn vô lượng. Tập đế không phải là kiến hoặc tư hoặc và là chi mạc phiền não 30 món như nói, vô lượng. Khổ đế không phải là chỉ có nghèo đói mới khổ, không phải có thương tật mới khổ, mà vô lượng. À, nó ngộ vậy đó. Bây giờ ta bắt đầu rồi nha. Khổ ha, khổ là các vị biết rồi, gì khổ, khổ hành khổ quả khổ, sanh lão bệnh tử ái biệt ly oán thân hội cầu bất đắc muốn xí thành, cái đó là phải nắm được vấn cái đá, đó là khổ rồi. Khổ như vậy là có tam khổ bát khổ thôi. Ở đây nó khổ đế vô lượng chứ không phải bao nhiêu đó. Khổ khổ là nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ và cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Rồi đi tới cái chỗ mà bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết mà bia mồ trơ một chiếc vắng không nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng đời người đến thế là xong một đời. Đó, nghĩa là từ sanh cho tới chết tới là mồ quan. Thế thì là vấn đề là khổ khổ rồi. Hành khổ hoại khổ các vị biết rồi. Nhưng mà bao nhiêu đó có đủ đâu, rồi sinh lão bệnh tử trong vòng 8 khổ đó mà. Chưa phải có 3 khổ vòng 8 khổ đó. Mà bây giờ là vô lượng khổ đó đây nè. Ai cũng biết rằng là nghèo, đói, cực khổ. Nghèo là khổ. Thương, bệnh, tật. Đau đớn là khổ. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Bệnh không đủ thuốc uống là khổ chứ gì. Rồi bị người ta gây ra, ta sai bảo gì đó, làm cái thân công nhân giúp việc là khổ chứ gì. Tức là khổ khổ, hành khổ rồi hoại khổ, đã để là nó nằm ở trong cái đó. Bây giờ là còn vậy thì còn những cái người mà giàu có tiền bạc sung sướng xài một ngày, thí dụ như là thời buổi này mà xài ngàn triệu trong chi dụng trong gia đình là sướng chứ gì. Rồi có những ông quan xài một ngày 3 triệu, vậy là sướng chứ gì. Hoặc là có người xài hơn nữa là sướng chứ gì. Không phải đâu, cái sướng đó là cái sướng của con mắt nhục nhãn mà nhìn đi. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn á, là từ cái người mà nghèo khổ, đói, thiếu, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, cho tới cái người bất trung bất thường gì đều khổ hết. Và cái này phải thí nghiệm ra là phải nhìn, quan sát, nghe và thấy, và quan sát và thậm chí thí nghiệm bản thân. Bây giờ mình coi ai là sướng. Vua sướng chưa? Làm vua sướng chưa? Làm vua tức là tổng thống ngày nay đó, là thế cho vua đó. Bây giờ cũng còn cái quân chủ, cái kiểu hồi xưa là vua. Mà tổng thống các nước không có vua, chế độ là tư bản, là chế độ tổng thống. Tổng thống cũng tức là vua. Nhưng mà vua sướng chưa? Ôi,
nhìn cho kỹ, quan sát một chút là ai cũng biết. Không có vua nào sướng hết. Vua nào cũng khổ sở tràn ngập. Vậy là công nương, vậy là hoàng tử sướng chưa? Công nương Diana thì hoàng tử sạc. Sướng chưa? Không sướng. Còn như vua tổng thống Indonesia hiện giờ sướng chưa? Không có sướng. Vậy thì các quan sướng ư? Cũng không có sướng. Rồi tiền tài mà nhiều như những cái ông mà thương gia mà xài hàng tỷ sướng chưa? Cũng không có sướng. Nghèo khổ, thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc thì gọi là khổ, gọi là cực, là khổ đã đành. Mà những người tiền rừng bạc biển vậy cũng không hề có sướng. Do vậy cho nên là học đạo Phật rồi, học Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, ta nhìn tất cả đều là khổ. Cái nhà lá lụp sụp mình cho là khổ. Còn cái nhà mà 10 tầng, 15 tầng ở trong cái nhà đó sướng chưa? Không có chắc gì sướng đâu nha. Không có chắc gì ở nhà 15, 20 tầng mà máy lạnh chạy rè rè cả ngày mà gọi là người đó sướng. Nếu cái đầu óc không hề có không gian. Tính toán lời lỗ hơn thua, nợ nần, mượn vốn, vay trả tiền đô lên xuống, vân vân. Hàng hóa nhập xuất, có lúc xuất cảng được, có lúc xuất cảng không được, có lúc ế ẩm, vân vân. Thành ra ở trong cái chuyện mà hàng ngày nói chuyện bạc tỷ không, mà không hề có sướng. Do vậy cho nên cái nhìn của cái người học đạo vô lượng khổ đế. Nhìn xa hơi chạy bóng lộn vậy đó chứ không phải sướng đâu. Chưa kể là chạy cái kiểu tốc độ mà hơn 200 cái số giờ như công nương đi ra nó tống vô trong một cái lề của cái hang ngầm ở bên Pháp đó ha. Một cái là bấy ba. Thế thì đi xa hơi chạy tốc độ ngon vậy là mình nhờ mình tưởng ngon á, chẳng hạn không có sướng gì hết. Đi tới cái chỗ đau khổ tràn ngập. Những người đi máy bay, mình không được đi máy bay, mình nói xa đi máy bay là ngon lắm, là hoài lắm, sướng không? Trời đất ơi, mà hôm đấy, ở Lào đấy. Việt Nam mình coi như là phải chịu một cái tang lớn cho những người anh hùng của dân tộc. Phải không? 15 vị sĩ quan cao cấp, trung cấp, cao cấp. Cái sự rủi ro đó ai biết được. Trên thế giới, những cái hãng hàng không hạng nhất trên thế giới cũng vẫn có rủi ro. Do vậy cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn là vô lượng khổ. Khổ đấy khổ hết. Mà tôi xin thưa với đại chúng là dưới con mắt của tôi bây giờ là điều đó tôi thực hiện được, chứ không phải là cái chuyện đó Phật nói để chơi đâu nha. Dưới con mắt của tôi bây giờ là không bao giờ tôi nhìn ai mà tự nói là ngon mà tôi cho là ngon. Tôi biết hết từ tâm can của các vị đau khổ cỡ nào và lúc nào đau, đau chỗ nào tôi biết hết. Chẳng qua là các vị chưa thú tội thôi. Ủa? Chưa thổ lộ thôi không? Chứ tôi biết hết. Những cặp vợ chồng mà cưới rồi á, đi đánh đôi đánh đọ ngoài đường đó, các tưởng cái gì tưởng là ngon lắm sao? Trời, nó phập phồng, nó lo sợ hết chứ. Thằng chồng mà ngu quá, không biết tài năng gì hết thì mình không lấy. Mà nếu có lấy đi nữa thì mình cũng không có gì hạnh phúc. Mà nếu lấy thằng chồng ngon làm tiền ghê gớm lắm thì trời ơi, coi như là không biết phải của mình không á. Ngược lại các cô vợ cũng vậy. Vợ mà mình không vừa mắt thì mình không ưng. Mà mình ưng cái cô mà dòm coi cho cái gì cũng hay hết, công ngôn dung hạnh cái gì cũng ngon hết, là cái đó chưa chắc vợ mình. Bằng cớ là Khổng Tử nói rằng trứ ý mới thị quân y, mà tử liễu mới thị quân thế. Cái áo nó rách rồi mới là thật áo mình. Con vợ chết rồi mới thiệt vợ mình, chồng chết rồi mới thiệt chồng mình. Cho nên chồng này bấp bênh quá à. Thế là chồng xấu cũng khổ, mà chồng đẹp cũng khổ. Vợ dốt nát cũng khổ, mà vợ giỏi quá đi làm ngày 8 tiếng rồi mình cũng 8 tiếng là về tôi mua đồ ngoài quán ăn không. Không có ăn được bữa cơm nào của vợ nấu hết. Mà nếu mà vợ không có nghề nghiệp gì trần, không biết gì trần rồi thì cũng chết. Coi như không làm sao mà tìm ra một cái sướng được. Do vậy mà nhìn bằng tội nhãn thì vô lượng khổ, khổ đấy. Ta nhìn vậy ta mới thấy, ta mới tu được chứ. Chứ còn không là dần thấy xe hơi là mê, thấy nhà lầu là mê, thấy công danh là mê, thấy sự nghiệp là mê, thì anh bị cái đồ vật dục đó,
cái làng Phú Quý nó nhử làng Sa Mã, cái bà Công Khanh nó lừa gã, bà Vinh Hoa nó lừa gã Công Khanh, anh bị nó nhử, anh bị nó lừa. Mà Bồ Tát không bị nhử, không bị lừa là tại vì người ta nhìn bằng tuệ nhãn, người ta thấy vô lượng khổ, khổ đế đó. À, học cái này hay lắm. Nhưng mà nói chứ cũng hay là hay với ai. Cũng như là Sâm Dương Quý Yến vậy, là thuốc quý mà nó quý với cái tuổi nào. Chứ tuổi trẻ mà uống Sâm Dương Quý Yến thì nó uống đâu có được. Đó là tôi nói như vậy, rồi các vị còn suy nghiệm ra nhiều lắm. Cái bằng vô lượng chứ không phải là những cái tôi nói đâu nha. Khổ vô lượng. Rồi con cũng vậy nữa. Con mà đẻ ra được đứa con mà giống như nhỏ là Lucarita đó. Trời ơi, nhỏ đó là không ai thấy là không muốn nuôi à. Con nhỏ làm sao mà nó nhân hậu, làm sao mà nó dễ thương, làm sao mà nó rộng lượng, làm sao mà nó cởi mở vô cùng ha. Trời, nhỏ đó mà được là thôi quý hơn vàng. Nhưng mà tôi nhìn rồi tôi cười, tôi nói nhỏ đó giờ cho tôi cũng nuôi nó. Nhưng mà tôi nuôi nó tới cỡ 12 tuổi thôi, còn 13 tuổi trở đi là giao về cho má nó. 13, 14 tuổi mà tới chừng mà nó hát mà nó biết dèo miệng mà nó ca, nó trần lên trần xuống lên trần, lúc đó không bất khả trị. Lúc đó nói gì nó cũng không nghe hết á. Quần áo rét rồi nó không muốn bận luôn nữa mà. À, nó chơi cái mốt, cái bằng mốt của thời đại, mốt 98 á. Mình là tuổi già mình nhìn theo cái kiểu cổ điển nghe không, ăn mặc với đàng hoàng, nó không muốn bận. Thế thì mình gầy là nó không chơi với mình nữa, là nó từ tía à. Tía mà tía nói nữa là con từ tía. Lúc đó nó đau khổ chết thôi. Do vậy cho nên nhìn của nhỏ rất dễ thương, mà trong cái dễ thương là vừa cười một mình, cho thầy nuôi được đấy. Nhưng mà tới cỡ 10 tuổi, 11 tuổi, tối đa là 12 tuổi. Rồi thôi con đi đâu con đi, đừng cho thầy thấy con nữa. Cỡ đó thầy sợ con rồi. Nó trở thành cái nguyên nhân vô lượng khổ. Khổ đấy. Biết đâu nó làm quen với những cái thằng nào tốt hay không? Bạn bè nó có tốt hay không? Chưa kể là nó chơi mà lỡ nó xì ke ma tí thì sao? Rồi còn bao nhiêu thứ nữa thì sao? Cho nên nhìn đó là thấy nó vô lượng khổ đệ. Trong cái đẹp nó có cái xấu. Giống như đi bẻ một cành hoa đẹp, coi chừng trong đó có sâu. Bẻ một cành hoa hường, trong đó có gai. Do vậy cho nên là không có lạc quan lắm. Không nên bi quan mà cũng không được lạc quan. Do vậy mà nhìn đâu cũng có thể thấy đẹp mà cũng có thể thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ của sâu. Cái đó gọi là vô lượng khổ đế, phải tập nhìn như vậy mới thấy được cõi đời, mặt thật của cuộc đời này. Biết bao nhiêu người trong cái gia đình thấy sung túc, giàu có, thanh vượng mà nguyên nhân ê chề của khổ sở. Cái đó phải học mà phải thực chứng bằng cái tư duy, cái quán chiếu, cái nhận xét của thực, của chính mình thì mới thấy được cái đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là tập đế. Tập đế cũng vô lượng. Tập đế cũng vô lượng. Tức là tập đế tức là phiền não đó. Cái bản chất của nó là phiền não vô minh không trong đó. Nhưng mà nếu mà sanh diệt tứ đế thì người ta kể tập đế là chỉ có kiến hoặc tư hoặc. Và cộng thêm mới chi mạc nữa là phẫn hận phú não tật sang. Đại đế là tôi giới thiệu là khoảng 30 món là hết rồi. Nhưng mà tập đế có phải như vậy đâu. Đây nghe tôi nhắc đại chúng nha. Thường thường là tập đế đó là chỉ nêu ra kiến hoặc và tư. Tư hoặc là đủ rồi đó. Còn nói thêm nữa là gọi là thập tiền và thập. Thập sử là 20 món là ở trong cái tập đế đó gọi là thập tiền thập sử. Nhưng mà tôi thì tôi biến chế, tôi giới thiệu thêm vô là trong là được là 30 món. Trong đó kể cả hỷ nộ ai. Thế thì đại đế là 30 món. Nói gọn hơn là 20. Còn nói rút gọn nữa là còn có 10. Mà rút gọn nữa là còn có 6.
Tập đế rút gọn còn cái sao là tham sân si mạng nghi ác, ác kiến. Rút gọn nhất rồi, còn cái sao gọi là sáu món căn bản phiền não. Triển khai ra cái ác kiến đó nở lớn hơn chút là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, khổ. Thế là thành ra thập sử rồi. Triển khai ra mới nữa, phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn xiểm hại, kêu vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn trầm, bất tính, giải đải, phóng vật, thất niệm, toán lạc, bất chính tri. Cộng 20 với 10 là 30. 30 là tôi giới thiệu thêm những cái mà thông thường ở người thế gian ai cũng biết. Đó là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thế thì đại để là 7 cái thất tình đó. Cộng với cái căn bản phiền não và chi mạc phiền não thì nó thành 37 món. Đại để là tập đế là cỡ đó đó. Nhưng mà đây không phải nha, đây là học cái giáo, cái tứ đế của Đa Thừa này là vô lượng tập đế chứ không phải nhiêu đó. Đúng đâu cũng đều là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau hết. Bất cứ ngành nghề gì cũng đều là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau hết. Phải cảm giác còn bằng không là nguyên nhân của tội lỗi khổ đau hết. Thí dụ giờ ở thế gian là cái nghề làm thầy thuốc là cái nghề được nhân dân kính quý mến chuộng, mà người xưa ta gọi là lương y như từ mẫu. Nếu mà người có lương tâm, có lương tri, có đạo đức làm nghề thầy thuốc là rất dễ làm phước. Nhưng mà có phải vậy không? Làm nghề bác sĩ, làm nghề thầy thuốc giỏi có phải là rất dễ làm phước và phước đức nhiều không? Coi chừng, nếu mà sai một ly nó đi một dặm, đập đổ và moi tiền bạc của người ta, có những cái cách mà kêu bằng giấy tờ báo chí đăng nhiều lần rồi, có những trường hợp mình không tưởng tượng nổi. Do vậy cho nên làm nghề thầy thuốc có thể là từ máu có, mà có thể là vô số tội lỗi gây ra nghiệp chướng, gieo trồng những cái tâm bất thiện, tội lỗi, nguyên nhân khổ đau cho đời này và đời khác rất nhiều. Thế thì làm cái nghề rất lương thiện mà vẫn là nguyên nhân của phiền não, của tội lỗi này. Làm nghề tôn giáo, làm nghề tu sĩ, người ta nhìn vào ta thấy ồ, những ông này là tu hành ngon lắm, tốt lắm. Đúng, những người mà tu chân chánh mà theo lời dạy Phật thì là những người tu hành là tốt đấy chứ. Nhưng mà có phải là người nào cũng đều trọn lành, trọn tốt vậy đâu. Trong cái hình dáng của một người đạo sĩ, của đạo Phật, của đạo Hồi, của đạo Chúa, vân vân, người tốt không phải không có, mà có người làm sai lời dạy của Chúa, của Phật, của Đấng A-la, vẫn không phải là không có. Thế thì là trong cái giới gọi là tu sĩ, gọi là lãnh đạo tinh thần, mà không khéo vẫn là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau, là của luân hồi sinh tử. Đó là tôi nêu ra hai cái vấn đề tốt đấy. Cái nghề làm cái nghề giáo, người giáo là tốt lắm chứ, người ta trọng lắm, quân sư phụ nhất ban kiệt lực, phải trọng kính vua. Vua tức là những người lãnh đạo đất nước á, cha và thầy một bậc ngang bằng nhau. Thế là nghề giáo đâu phải là nghề không tốt. Vậy mà có những người làm nghề giáo, nếu mà không có tiền bạc đút lót á, thì con mình không có học thuộc được bài, dầu có thuộc cũng thành không thuộc, và thi thì không có ngày đậu rồi. Đó, do vậy cho nên là nghề giáo rất là đáng trọng kính, mà cũng có thể là nguyên nhân của phiền não, của vô minh, của đen tối, của tội ác. Đó là những nghề mà tôi cho là quan trọng đấy. Còn xin lỗi nha, cái nghề buôn bán là cái nghề dễ sống đó. So với nghề nông ở nhà là cực khổ chân lắm, tay bùn mà làm mướn ngày có 20.000 đồng mà. Còn nghề buôn bán là chơi vậy, ngày kiếm 20 trở lên, bán nhỏ nha, 20 cũng không khó lắm, không cực lắm. Mà còn bán mà làm giao chừng nào thì phải coi chừng trong cái nghề đó. Mình bán mình nói thấp. Bữa hổm tôi đi về, tôi ghé tôi mua mít tố nữ là tôi mua này. Trời ơi, bán tôi là nói 5.000 ký là tôi không hề có trả giá. Tôi nói bây giờ với điều kiện là hả, mít ngon mà ăn mà cái vị nó the, mà cái hộp nó nhỏ đó thì là không cần trả giá gì hết. Chịu không? Nó chịu. Rọc ra miếng cho tôi bóc tôi lẫm liền.
ngon quá vừa ý rồi, cân cái này lấy thêm 2-3 trái nữa. Trời, cân mình á 6 kg về còn có 4 kg. Ở nhà tôi có cái cân, cho nên là tôi nói ủa sao một cái mít mà 1 kg là vậy còn bao nhiêu vậy mà lại 4-5 kg. Cân thử thì cái trái 1 kg là 1 kg, còn 3-4 trái kia đó mà nó thành ra là 5 kg nữa đó thì nó còn có 3 kg. Đấy, do vậy thành ra mình mua 5.000 kg mà thì thật là nó cả 10.000. Đó, thế thì là cái nghề đó có tội lỗi gì đâu, ai thấy cũng tốt kia mà. Làm ăn thì cho phải cho lời chứ, đồng ý là phải cho lời chứ. Nhưng mà có cái điều là nói 5.000 1 kg mình mua đàng hoàng vậy mà bán mình giá tiền 6 kg mà cân lại có 4 kg. Chưa kể là trong đó có 2 trái mít không phải thứ mình ăn. Lâu có vỏ không trái bự lá tròn ngon lành nhiều, trong có 4 đồng muối. Thành ra mỗi muối mít là 1.000+ bạc. Đấy, do vậy cho nên tôi cười ngất lên, tôi nói rõ ràng tục ngữ người ta nói là mua lầm chứ bán không có, không có lầm, đúng. Thế thì là buôn bán như vậy là cái nghề làm ăn lương thiện xã hội chấp nhận mà, toàn thế giới chấp nhận mà. Mà vấn đề tội lỗi, nguyên nhân đau khổ gây ra cái tập đế, nguyên nhân của luân hồi sinh tử khổ đau, nó vẫn có đầy nhảy trong đó. Còn đi cuốc đất hả? Cuốc đất đâu có phải là làm nghề nông mà là cách phát ai cũng lương thiện. Cuốc đất mà nếu mà người ta không biết đó, ta mướn cuốc nhiều đất đó là 20.000 ha. Họ cuốc nơi cục cái đằng này, họ lật lên này, họ lật lên này rồi á. Mình thấy đất sốc đàng hoàng ha. Mà ban ra là ở dưới còn nguyên. Nó từ lõm, người ta gọi là cuốc lõi. Lõi có nghĩa là họ bổ để thưa vậy. Thì còn có cái khoảng giữa nó lấp lên chứ kỳ thật nó còn nguyên, cốt vậy nó mau rồi lắm. Đấy. Thế thì nông dân là nghề lương thiện đấy chứ, mà vẫn có cái cách để làm ra tội lỗi. Vậy thì chẳng phải vô lượng, phiền não là vô lượng, ở nơi nào, chốn nào, ngành nào, nghề nào, đều có hết. Do vậy cho nên là nhìn bằng tội nhãn hả, là tập đế, tức là phiền não vô minh á, gây nguyên nhân đau khổ cho kiếp con người đời này qua đời khác đó. Vô lượng chứ không phải là mấy chục món mà nói vậy đâu, phải nhìn bằng vô lượng. Làm quan tòa ai cũng biết quan tòa là cái cơ quan hành pháp giữa lập pháp và tư pháp á, để mà làm cái nghề tư pháp á là trọng tâm để mà cầm cân nảy mực đó mà. Ngày đó đáng quý trọng lắm đó chứ. Nhưng mà làm ông quan tòa cũng phải có chừng. Đấy, cũng phải có chừng. Làm cho bình yên cho đất nước, công bình xã hội, điều đó nhân dân rất quan nghênh. Mà nếu mình không khéo mình lách đi một tí thì tội ác cũng vô cùng vô tận. Sống lấy làm chết, mà chết lại biến ra sống. Vậy cho nên là ta nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn là vô lượng tập đế. Nhưng nhớ là tôi đây đang triển khai cái thứ đế thứ ba đó là vô lượng. Vô lượng thứ đế đó. Như vậy là nguyên nhân của đau khổ, của phiền não, của vô minh, của luân hồi sinh tử là vô lượng. Chứ không phải là 30-40 cái như là sanh diệt thứ đế nói. Rồi bây giờ đó là tôi nói đại khái là các vị suy nghiệm ra coi. Đúng là vô lượng. Không có ngành nghề nào, không có làm cái gì là không tội lỗi. Kể cả tu hành cũng có thể làm ra tội lỗi nữa mà. Nói vậy là các vị biết rồi. Cái thứ ba là vô lượng diệt đế. Vô lượng diệt đế là như nói nãy. Chứ diệt tức là niết bàn. Niết bàn vô lượng. Không có nơi nào không phải là niết bàn. Không có chỗ nào không là niết bàn. Không có làm ngành nghề nào mà người đó không có niết bàn được hết. À, ghê gớm gì đó. Ngành nghề nào cũng thế, có thể là làm cho mình được có niết bàn. Như hồi nãy nói, làm nghề thầy thuốc cũng tạo ra niết bàn cho mình, làm nghề tu sĩ càng dễ tạo niết bàn cho mình.
làm nghề buôn bán cũng tạo niết bàn cho mình được, và làm nghề nông, nghề công, nghề thương, nghề sĩ, nông công thương gì làm là niết bàn cho mình được hết. Và cái niết bàn mà mình hưởng đó không phải ở giữa chánh điện nào hết, cũng không phải là ở chỗ xứ chùa Hương hay là ở cái thắng cảnh nào, không có. Mà cái tâm của mình mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống như một cái tâm hồn thanh tịnh, mà trở về với cái thể tâm tịnh minh của mình, sống bằng cái chân tâm thuần túy của mình, thì ai cũng là làm cho mình một cái niết bàn được. Ngành nghề nào cũng được, chỗ nào cũng được hết, chứ niết bàn không có chỗ. Giống như câu nói hồi nãy là thân tài hải trung hư mít thủy, mà nhất hành lãnh thượng mát tầm sơn. Mình đang lội trong cái biển nước ngọt nước mát đó, chỉ cần nghe là thưởng thức, nhìn thẳng xuống cái chỗ mà mình đang lội, đang vui đùa, là mình thưởng cái vị mát của nước. Và nếu cần là hớp nước ngọt như biển đó mà uống thôi. Do vậy cho nên niết bàn đừng có tìm. Không phải xuất gia mới tìm có niết bàn, mà người tại gia cũng tìm niết bàn có được, tạo cho mình niết bàn được. Nó độc đáo như vậy chứ. Cho nên là tôi thường nói với các Phật tử là những cái vị mà làm đủ cái kinh tế, mà đủ chi dụng trong cái gia đình, mà bảo đảm đừng có sợ thiếu đó, người đó là người hạnh phúc nhất. Có thể tạo niết bàn cho mình, cho gia đình mình được, nếu mà mình có học đạo, tri túc vừa đủ, nếu có dư chút chút mà bảo đảm chắc chắn thì càng hay. Bằng vừa đủ mà có cái gì đó bảo đảm chắc chắn được để cho khỏi lo, thì đó là cái cách mà mình làm cho niết bàn được ở chỗ cái nhà mình đó. Và thậm chí mình dời nhà mình lên các cái vùng kinh tế mới xa xôi nữa, mà mình có cái nguồn kinh tế nào đó ở thành phố này mà chắc chắn để bảo đảm được mình không thiếu ăn, thiếu mặc, không có thiếu mọi thứ cần dùng. Nó có cái nguồn chu cấp, lên rừng, lên núi mà ở vẫn có niết bàn trên đó. Đó là vô lượng, vô lượng diệt đế vô lượng. Ngành nghề nào cũng có thể tạo cho mình niết bàn được. Ví dụ như là các vị mua bán đó nè, các vị cứ nêu giá bộ quần áo đó, vải đó, món hàng đó, nêu giá hẳn hoài và vui cười mà nói rằng không có câu nào khác, bằng cách thể ưng ý là lấy, không ưng ý thì nếu mà cần có chơi ngon thì đãi tách nước uống rồi đi, chứ không có câu nào khác, không nói câu gì được nữa. Nêu giá vậy có lời rồi, nhưng mà là cỡ đó, bán cỡ đó. Cái đó là cái tôi lý tưởng, tôi cho rằng nếu mà tôi làm người thương gia, người kinh doanh là tôi làm cái đó. Mà cái điều đó là các siêu thị, mà siêu thị nghe chứ tôi chưa đi hả, ở ngoại quốc người ta làm rất chính xác. Siêu thị cỡ mình có khi cũng không được ổn lắm, có khi giá khi cao khi thấp, có khi thấy bán đắt thì là dán nhãn lại liền liền, dán giá liền liền. Còn của người ta thì người ta đặt cái uy tín, cái danh dự của hãng, của cửa hàng, thành ra là người ta bán ở đâu là ra đó, cứ lấy là trả tiền. Bán vậy đó thì cũng là kinh doanh, cũng là thương mại nha, mà nó không phải là cái nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Ngày nào cũng vậy, thầy thuốc cũng vậy, tu sĩ cũng vậy, làm nông cũng vậy. Do vậy mà nhìn bằng tội nhãn thì vô lượng việc đấy, tức là nếu bạn ở đâu cũng có, ngành nghề nào cũng tạo cho mình nếu bạn được, ở tại nhà cũng tạo niết bàn cho mình được. Cái thứ tư là vô lượng đạo đế. Hay lắm. Đạo đế là mình học có 37 món chứ gì, tu có 37 món thôi à, tu bằng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, tất bồ đề phần, bát chánh đạo thôi ư? Đâu có phải vậy. Cái cuồng phim mà Lusari Rita hôm cái đứa nhỏ mà tôi nói trong phim ấy, con nhỏ nó rất tốt lạ lùng, nó đi tìm mẹ nó, mà nó gặp cái bà nọ, gõ cửa gặp cái bà nọ, chết đứa con bà thương quá bà loạn trí,
bà nhìn nó là con, cái bà giữ nó lại. Nó từ chối nó nói con, mà con giữ lại là con bị mắng. Ông con ở nhà mắng con thì nhiều người trông con. Bà kia bà nói con không ở lại là mẹ không có ngủ được, mẹ sẽ không sống được. Cuối cùng rồi nó chiều ý bà đó. Bà đó bảo nó kêu bằng mẹ, nó cũng kêu bằng mẹ. Rồi nó ở lại một đêm, nó chấp nhận bị mắng sau này. Nó gọi điện thoại về, nó nói nó không có về được. Bữa nay nó có chuyện cần, nó xin phép nó bắn. Mà nó ở có một đêm thôi, ngủ lại giùm với cái bà bị nhớ con, đứa con mình chết đó mà, thương nhớ quá mà loạn trí mà. Ở lại ngủ giùm có một đêm với vợ chồng của cái bà đó thôi. Mà sáng lại bữa sau bà đó tỉnh trí, biết là con của ta chết thiệt rồi. Còn con đây, mẹ cảm ơn con, kêu mẹ bằng mẹ lần nữa đi, rồi con hãy về. Còn coi cái đó cảm động hết sức. Chỉ ngủ giùm một đêm thôi mà trị cái căn bệnh của người ta là có thể là hàng triệu triệu tiền thuốc cũng chưa chắc đã lành. Đó. Cho nên cái đạo đế vô lượng không có phải tu chỉ ngồi thiền gọi niệm Phật mỗi đêm là gõ mõ tụng kinh là niệm bao nhiêu chuỗi, cỡ đó là đành rồi. Nhưng mà vô lượng ở đậu giùm một đêm ở trong cuộc phim đó, đó là đạo đế đấy. Dám ở lại giùm một đêm thôi mà trị cái bệnh. Sáng lên bà già bà nó bà tỉnh, mẹ bằng lòng rồi, mẹ nhớ rồi, con của mẹ chết thiệt rồi, con không phải con của mẹ, mẹ cảm ơn con. Giờ lót lòng xong rồi con hãy về, con kêu mẹ một lần chót bằng mẹ đi. Trời đẹp hết sức, cần gì phải làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Một hành động nho nhỏ thôi, đi ngoài đường mà thấy cái đinh mà mấy cái ông tiên tổ mà nó bẻ đinh đặng nó rải đặng cho đâm bánh xe đặng nó giáo. Trời ơi là trời, có cái số nó chơi vậy đó. Nó làm cái thứ đinh nghĩa là nằm cách nào, nghĩa là nó rải xuống đường rồi là cái đinh nằm cách nào cũng đã đều chĩa lên hết, là xe gắn máy là chạy ngang là đều bị đâm hết. Mà nó rải ở ngoài đường kia thì nó làm cái chỗ giá xe ở đây, với bán ruột xe ở đây. Cái căn lỗng đằng kia rồi là rà vô đây là y giá xe y lấy 10.000, 15.000 hoặc là y bảo mình đổi cái ruột mới. Thế là mình lượm một cái đinh đó mình bỏ vô, gặp cái đinh đó mình lượm để tính cho mình được rồi, mình tính cho người khác cũng là một cách đạo đế đó. Chứ không phải tứ niệm xứ quán không. Tứ niệm xứ quán mà đi thấy cái đinh như vậy rồi á, cái này mấy xe gắn máy nó chạy chứ mình đi bộ mình thấy rồi đâu có đạp nó chi, rồi bỏ đi luôn. Thế thì là cái tu hành đó dầu cho áo ca sa mà đi khất thực đi nữa ha, mà ngồi thiền mỗi ngày mấy giờ đi nữa là không có đạo đế gì hết. Nhỏ nhỏ như vậy đó mà vẫn là đạo đế rồi, vẫn là con đường để mà đi thẳng tới niết bàn thành bồ đề Phật đó, giúp đỡ cho người ta từ cái việc lớn cỡ nào đó cho tới việc nhỏ cỡ nào đó, mà miễn là lợi lạc cho người ta là làm hết, chứ không phải ở trong cái phạm vi tứ niệm xứ tứ chánh cần, không phải là ở trong phạm vi 37 món tọa đạo đó. Thế thì nhất cử nhất động ở trong ngành nghề nào cũng có thể là đều là làm đạo được hết. Ở trong bệnh viện, những người làm y tá mà biết thương người, giúp đỡ người, ôi đạo đế đầy nhảy trước mắt. Đạo đế đầy nhảy, làm bác sĩ mà mổ cho người ta với lương tâm lương tri thật là tốt thì cũng tu hành, coi như tu hành vô lượng đạo đế là một cái phương pháp tu hành. Từ cái buôn bán, từ làm nghề y, từ nghề nông, công, thương gì đều là tu hành được hết. Rồi người ta bán, người ta đưa lộn tiền rồi mình trả lại cho người ta. Rồi người ta làm rớt giấy tờ thì mình cũng tìm cách mình gửi lại để cho người ta được, thì đừng có kiếm đau khổ. Tất cả hành động đó đều là đạo đế hết, chứ không phải là chỉ có 37 món mà thôi. Đó là vô lượng tứ đế đó nha. Vô lượng tứ đế đó.
Còn cái suy nghiệm mà để mà thấy ra nó vô lượng đó, thì đại chúng mọi người tự nghiệm ra. Cái từ vô lượng đó nghĩa là nó không biết bao nhiêu mà kể. Nó không có ở trong cái khuôn khổ hình thức nào cố định trong pháp tu cả. Mà bất cứ nhất động, nhất định, từ ý nghĩ, lời nói, hành động, mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, vui mình, vui người, vui tất cả chúng sanh, đều là pháp tu, đều là đạo đế hết. Cho nên gọi là vô lượng đạo đế. Thế thì tóm lại là tứ đế, là gọi là vô lượng tứ đế đó mà. Là nhìn đâu cũng thấy khổ. Nhưng mà nói như vậy không được bi quan. Có nghĩa là mình nhìn thấy vui, mà mình vẫn biết rằng cái vui đó là cuộc vui những ước vô ngần. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cho nên mình phải cảnh giác trong cái vui đó. Mình thỏa mãn một cái công việc gì đó, mình làm ăn gì đó, được việc gì đó, nhưng mà phải cũng phải cảnh giác. Cái vui cái được của mình đừng để cho tổn thương đến người khác. Và nên nhớ rằng cái vui cái được này chưa chắc nó ở với mình trọn đời. Do vậy cho nên là trong lúc vui là đã có nghĩ tới những cái không vui. Do vậy mà cái người mà nhận thức kỹ càng rồi đó, ta vui ta không quá vui. Vì ta có cảnh giác, ta đã dự đoán những cái không vui nó có thể xảy đến. Mà trên đời này là thông thường là hễ cái được thì có cái mất, cái vui nó đi kèm với cái buồn, cái xấu, cái tốt nó đi kèm với cái xấu. Có những khi cái xấu rồi nó sẽ đi kèm nó thành cái tốt. Mà cái câu chuyện người xưa ta dùng cái chuyện tái ông mất ngựa đó. Có một ông già mất con ngựa. Xấu cũng có thể là đi cái tốt, mà tốt thì cũng phải coi chừng cảnh giác. Do vậy cho nên là thấy khổ đế ở đâu cũng thấy hết. Tập đế ở đâu cũng phải cảnh giác hết. Nếu không cảnh giác thì ngành nghề nào cũng có thể sinh ra nguyên nhân của khổ đau. Việc đế phải hiểu rằng việc đế không có chỗ, niết bàn không có xứ, không có xứ sở. Có chánh niệm, có chánh tư duy, có trí tuệ là tạo cho mình niết bàn ở ngay chỗ mà mình đi, mình đến, mình nằm, mình ngồi, chứ không lựa chỗ nào hết. Còn pháp tu không phải 37 món, càng không phải cái món tu là chỉ có cái cách là có người có người là chỉ tạo những cái gì, những cái hình thức mình để cho mình thấy thì mình mới bằng lòng mình tu thôi, thì nó thuộc về hình thức á, thì cái tu như vậy nó còn thiếu sót lắm. Cho nên là phải biết là vô lượng pháp môn tu. Cũng từ đó cho nên là cái bài nguyện mà vô biên phiền não đoạn. Phiền não không có biên giới. Ngành nào, nghề nào, địa vị nào trong xã hội, giai cấp nào trong xã hội đều có thể gây ra nguyên nhân phiền não. Vô lượng pháp môn tu, tức là vô lượng đạo đế đấy. Pháp môn tu vô lượng. Không nhất thiết phải xuất gia, không nhất thiết phải tu một hạnh bố thí, cũng không nhất thiết phải tu một hạnh trì giới. Vô lượng pháp môn tu. Thể nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Giờ giới thiệu tới cái tứ đế thứ tư. Tứ đế thứ tư này đơn giản thôi. Gọi đó là vô tác tứ đế. Cái vô tác tứ đế này á là cái người hành giả, cái người tu á, tu là vô lượng pháp môn tu rồi, nhưng mà cái trọng tâm
trong tâm của cái người tu này nè, phải bồi dưỡng trí tuệ cho tới khi nào mà anh thành tựu được cái như quyến tâm ma đề. Anh có được cái như quyến tâm ma đề rồi thì anh chợt thấy rằng là cái chuyện mà cái vũ trụ bao la này nè, anh phải nhìn bằng con mắt. Xá Lợi Phất ơi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, Xá Lợi Phất à, nó không có cái gì thiệt hết trơn á. Thấy không? Do vậy cho nên tất cả những cái đó đó, những cái sắc và không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Rồi này Xá Lợi Phất ơi, lục căn cũng không có thiệt, thập nhị xứ cũng không có thiệt, thập bát giới cũng không có thiệt, thập nhị nhân duyên cũng không có gì thiệt hết, sao lại mất à? À, cho nên là giảng pháp đôi duyên sanh nó như vậy, rồi nó diệt như vậy là dựa vào thập như thị đấy. Mà nhìn nghĩa là có mà không phải thực có. Còn ông nhìn thấy vạn pháp, ông phải hiểu nó là không, nhưng mà không phải là rỗng tích, nó không có gì như là sừng thỏ lông rùa. Do vậy cho nên ông nên nhớ rằng vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất là không, mà không là vật chất. Ông thấy được như vậy rồi, tức là ông thành tựu được cái gọi là như quyển tam ma đề, tức là ông có cái chánh định mà anh nhìn vạn pháp như quyển, mà như quyển có nghĩa là anh thấy được cái tính chất duyên, duyên sanh. Mà thấy được tính chất duyên sanh như quyển của nó rồi thì ông sẽ nhẹ nhàng. Ông sẽ nhẹ nhàng mà ông viễn ly tất cả. Ông làm tất cả mà không thấy làm gì hết. Ông nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Ông thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà ông thấy tất cả. Người nếm xúc biết cũng vậy. Thế là thành tựu như quyển tâm ma đề rồi thì phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Cái sự sinh tử của ông đó là ông nên nhớ rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Ta đây mà còn sanh tử du du vô định chỉ, huống gì là ông mà ông phải sợ chứ. Thấy chưa? Cho nên là phiền não tức là bồ đề, mà sinh tử là tức là niết bàn đấy. Mà sinh tử không có nghĩa là ta mất. Còn phiền não tôi nói cho ông biết, cái Phật tính của vô minh là Phật tính, nó đâu có mà ông phải lo phải sợ, phải không? Do vậy cho nên ông chỉ cần thành tựu được như quyển tam ma đề thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Đấy, rồi ông sẽ lướt thuyền giống như ta lướt ván chơi trên những cái đợt sóng sinh tử tử, tử sinh của những người lướt ván giỏi trên mặt biển, thể thao trên mặt biển, không hề có sợ sóng. Mà không hề có sợ sóng, mà sóng không nhận chìm được. Vì cái tài nghệ của ta tới tuyệt diệu rồi, cho nên nó không nhận chìm được, cho nên người ta mới không hề sợ. Sợ sống, mà sống ào ạt như vậy mà vẫn là thú vui của người ta đó, Xá Lợi Phất à. Do vậy cho nên ông đạt tới chỗ đó rồi thì ông cứ ông tử và ông sanh, sanh cứ sanh tử tử sanh để mà vui thì chuyện gì mà không sanh. Sanh là khổ ông mới sợ, chứ sanh là vui thì ai lại sợ sanh. Còn tử mà đáng gớm, đáng nhòm, đáng sợ mới là sợ. Chứ còn tử mà cái chuyện là giống như ngủ rồi thức dậy, có ai sợ ngủ không? Xá Lợi Phất, ngủ rồi thức, thức rồi mệt là ngủ. Thì sự sinh tử mà ông đạt đạo rồi nó cũng giống như vậy đó. Nào, tử để lại sanh rồi thì tử vậy thôi. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức biết. Nhưng bàn đó là vô tác tứ đế, nghĩa là tứ đế này không có đặt vấn đề gì hết. Vô tác, không nói nhân duyên, không nói tự nhiên, không nói phải, không nói không phải, không có đặt vấn đề. Nó là không phải là cái pháp hữu vi, cho nên tứ đế này không phải là pháp hữu vi, không phải là pháp có nói được, mà là nó như vậy là như vậy. Ông được như vậy rồi, thành tựu như quyển tâm ma đề rồi thì ông khỏi tu gì hết đâu. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, việc kiến tư việc hết cả cái tiền rồi tất cả mà khỏi tu không cần, không cầu chứng. Đây là vì cái lý do đó mà ở đây Phật nói là vô khổ tập diệt đạo. Đó là bốn thứ tứ đế đó.
Rồi bây giờ tiếp cái đoạn kết. Tới cái đoạn là vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quá ngại. Vô quá ngại cố. Vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng. Cứu cánh nước bạn. Tam thế chư Phật. Y bát nhã ba la mật đa cố. Đắc ở nào đó là tam hiệu tam bồ đề. Cố trì bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ giúp phí khổ chân thật bất thư. Cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, tất thiết chú giết, ức đế, ức đế, bà ra, ức đế, ba la tăng, ức đế, bộ đề tắc bà ha. Nhờ tới cái đoạn đó. Cái đoạn đó có nghĩa như thế này. Này Xá Lợi Phất, vì không có sở đắc mà Bồ Tát hành xử tốt bát nhã ba la mật, nhờ vậy mà tâm không có quá ngại. Không quá ngại tức là không bị ngăn ngại, không bị trở ngại. Vì không có bị trở ngại mà không có các sự kinh hãi, sự sợ sệt, xa lìa được mộng tưởng điên đảo mà được cứu cánh niết bàn. Để ý, người đệ tử Phật mà học đạo kỹ rồi tu hành đừng bao giờ mong có sở đắc. Tu hành mà mong có cái được là sai rồi đó. Tu hành mà mong có cái được là sai. Cho nên là để ý đừng mong cầu cái được nào hết. Thông thường là người Phật tử là ưa mong cầu cái được linh thiêng nào đó. Mà trong đó có một cái mà đa số thỉnh thoảng trong cái số người hay gặp gỡ những cái điểm chiêm bao. Có lúc nào đó tinh thần sảng khoái, cái tâm mà hướng về đạo nó hơi sâu, rồi tinh thần sảng khoái cái nữa, được thấy được một cái điều, cái mộng đẹp, mà do cái sự quân tập của lục thức nó in vào ở trong cái gọi là tâm ấn, nó in vào ở trong cái a la da của mình. Ví dụ như là mình đi núi, đi non nào mình thấy cảnh núi quá đẹp thì nhãn thức nó thâu cái hình ảnh đó, nó đưa vô cái a la da, đó là cái tàng thức của mình, giống như cái kho tàng lưu trữ vậy, giống như là cái cuộn phim ở trong cái máy camera, cái máy quay phim đó. Rồi ngoài gì cái nó thâu vô đó, nó ghi trong đó, giống như cái máy phim của chụp hình vậy đó. Thế là mình thấy những cái cảnh đẹp của núi non, hùng vĩ của rừng thiêng, của thác lũ, mình thích thì nó ghi lại hình ảnh đó vô trong cái a la da của mình. A la da của mình nó có cái mặt na đó, nó giống như cuộn phim vậy. A la da mình giống như cái buồng tối của cái máy quay phim, buồng tối của máy chụp hình. Còn cái mặt na của mình đó, nó giống như ví như là cái cuộn phim vậy, luôn luôn sẵn sàng bắt ảnh. Khi nào mà cái người sử dụng camera mà mở kiến là nó bắt ảnh ghi vô hết. Mình cái phim ở trong cái máy chụp hình cũng vậy, nó sẵn sàng bắt ảnh. Cho nên là khi nào mà mình nắm xong rồi mình bấm nút cái là cái ống kính nó mở ra vậy là nó in vô rồi, là đóng ống kính lại. Thế thì là cái là da của mình đó, là giống như cái buồng tối. Còn cái mạc na thức của mình là sẵn sàng tiếp thu dữ kiện, giống như là phim mà bắt ảnh vậy. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là giống như cái ống kính, nó có công dụng tiếp thu những tiền cảnh bên ngoài. Thì khi mà tiếp thu rồi là nó in vào trong cái phim, trong cái mạc na, ghi tất trong a la da. Rồi lúc mình thấy núi xanh
rừng đẹp, suối chảy, mây trời đẹp đẽ mới ghi vào. Rồi lúc đó mình thấy Đức Quan Âm ở nơi chùa nào đó, nơi cảnh nào đó, lúc mình thấy hình tượng Phật Thích Ca cô đơn hùng vĩ đứng ở ngoài đồng trống vậy đẹp, mình ghi vào đó. Thế thì là cái lúc nào mà tinh thần sảng khoái, không có điều lo lắng nhiều, rồi mình ngủ đó là cái mặt na của mình đó, nó diễn ra cái ý thức. Ý thức mà ý thức trong mộng, nó gọi là mộng trong ý thức. Thì cái mặt na nó không còn giữ được cái nữa, cái là nó hé mở ra, cái nó hợp tác với cái ý thức, thế là nó diễn ra cái cảnh ở trong mộng. Rồi mình thấy cảnh đó là mình tưởng đâu là cảnh của Phật A Di Đà, mà kỳ thật là cái hình ảnh Phật A Di Đà đó là do mình thấy ông Phật cô đơn, thấy ông Phật cô đơn trước kia. Rồi mình thấy Đức Quan Âm đó là mình tưởng đâu đó, chứ chẳng là Quan Âm đó là Quan Âm ở ngoài Đại Tùng Lâm hay là Phật Thích Tùng Lâm, hai tượng Quan Âm đó lớn cao đó, là do lúc nọ mình đi ngang mình đó có chiêm ngưỡng đó, giờ nó diễn ra đó. Rồi bây giờ có phong trào đó, ngồi làm Phật đó là đầy ngoài đường hết trơn á, đầy rừng hết trơn á. Thế là mình thấy Phật, ôi Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ đủ hiểu hết. Thế là mình thấy một cảnh đẹp nó tổng hợp lại, cái mặt na nó tổng hợp lại và nó diễn ra, giống như nó chiếu ra ngoài màn hình vậy. Thế thì mình thấy cái rồi mình lại nói đó là mình tu hành rồi tốt à, cho nên mình được chứng à, chứng cho nên mình mới đắc à, đắc à, là cho nên mình mới thấy được cái cảnh Phật trời như vậy á. Đó là tôi xin lưu ý các vị, thỉnh thoảng có những người tâm hồn thoải mái là nó có cái cảnh đó, nhưng mà đừng có tin nha. Đừng có tin cái đó là chứng là đắc. Mình tin cái đó chứng đắc là mình bị cái đó nó có cái ấn tượng đó, chứng đắc đó rồi mình có thể sai lạc về thiền định rất dữ. Sau đó mỗi lần mình tĩnh tâm, mình gọi là thiền định đó mà, thì mình cứ mình diễn cái cảnh đó, cái cảnh đẹp mà mình cho là đẹp, mình bằng lòng đó mà. Mình cứ mình diễn cái cảnh đó hoài trong trí mình, nó trở thành ra cái tưởng tượng, cứ quan tưởng. Trở thành cái quan tưởng rồi thời gian rồi mình bị lẫm, ta dùng cái từ lẫm, tức là mình đã đam mê cảnh đó. Và đam mê mà sâu quá rồi đó, thì bắt đầu nói chuyện với Quan Âm, nói chuyện với Phật A Di Đà, nói chuyện với Phật Thích Ca, nói chuyện với Đại Trí Văn Thù, mà toàn là Văn Thù, Thích Ca, Di Đà ở trong mộng, ở trong cái tưởng tượng của mình mà ra. Thế thì là cái đó là nó ở bên ngoài ta nhìn ta nói người đó điên loạn, nhưng mà cái người bản thân họ thì họ nói họ chứng thiền, họ đã đạt đạo. Trong khi đó thì gia đình đó là lo xe chở đi chợ quán, chợ quán chê giới thiệu lên dưỡng cái việc Biên Hòa. Đó là do cái lỗi, là do sở đắc đó, cái tâm sở đắc nó tác hại ghê gớm như vậy. Do đó cho nên là không bắt nhã xong rồi dí vô sở đắc có. Vì không có sở đắc, Bồ Đề Tát đó mới là tâm không bị tở, bị ngăn ngại, bị chướng ngại. Vì không chướng ngại cho nên mới xa lìa được mong, xa lìa được tốn, xa lìa được điên đảo, mà có được cái niết bàn cứu cánh. Ở đâu là có niết bàn ở đó, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Đó. Còn nếu có sở đắc là kẹt nó vàng là có thể là loạn trí đó, người ta gọi là lạc thiền. Và sự thật cái đó cũng tức là mình thiền không đúng cách, nó thành ra quan tưởng, nó hư ốc. À, để ý cái chữ này nè, sa la bát dí vô sa đắc có, tức là vì không có sa đắc mà Bồ Tát hành xử được bát nhã ba la mật đã tốt, tâm không bị chướng ngại. Vì không chướng ngại mà xa lìa được mộng tưởng. Cái mộng tôi nói nãy là mộng phải xa lìa nha. Tưởng là cái hàng ngày ta sống đây nè, sống bằng vọng tưởng không đó. Xa lìa mộng tưởng thì lúc bây giờ mình có được cứu cánh niết bàn, nghĩa là mình ở đâu, đi đâu, nằm đâu, ngồi đâu, chỗ đó là niết bàn. Là vô lượng, vô lượng, vô lượng diệt đế đó.
Niết bàn vô lượng. Thân tại hải trung hư mích thủy, mình ở trong cái biển nước ngọt niết bàn rồi, thế là bờ còn lần nữa mới hết à? Còn lần nữa mới hết, hết giờ rồi, gần đây. Chúng sanh ở biên thềm nguyện độ, phiền não vô cần thềm nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thềm nguyện học, Phật đạo vô thượng thềm nguyện thành.